Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lò Thị Huyền, sinh năm 1987, trú tại xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó, vào khoảng 18 giờ 20 phút ngày 17 tháng 12 năm 2019 tại số nhà 17, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tổ công tác công an thành phố Hưng Yên bắt quả tang Huyền đang có hành vi tàng trữ trái phép hai gói giấy bạc bên trong có chứa các cục bột màu trắng nghi là ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi Huyền thuê trọ ở số nhà 17, đường Hải Thượng Lãn Ông, tổ công tác thu giữ nhiều gói giấy bạc có chứa các cục bột màu trắng. Qua giám định, Vật chứng thu giữ của Huyền đều là heroin có tổng khối lượng là 6,288 gram. Tại cơ quan điều tra, Huyền khai nhận chuyên bán ma túy cho các con nghiện. Đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm thuê trọ nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng công an. Hiện vụ án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.